nhìn thấu trời xanh. Chương 3. Sương mai mù mịt, chân trời rạng sáng. Những tòa nhà cao, lầu son gác tí xung quanh, có cửa sổ chạm trổ hình lông phụng của nhà họ Triển hiện lên khi mờ khi tỏ trong đám sương mai phủ kín chân trời. Mặt đất yên lặng như đang say sưa trong giấc ngủ. Khuôn viên nhà họ Triển lặng ngắt như tờ. Thiên Hồng rón rén bước từ hành lang ra phía ngoài với vẻ lo âu hồi hộp, tuy chân bước thăng thoát về phía trước. Thỉnh thoảng nàng vẫn quay đầu lại nhìn về phía sau như sợ có người đang theo dõi. Khi nàng đi qua cây cổ thụ, có một con chim nghe tiếng động vỗ cánh đánh thức cả bầy chim cùng bay lên bầu trời sương mù mịt, khiến nàng giật mình lo sợ. Thiên Hồng đứng lại đảo mắt nhìn quanh, thấy công viên nhà họ Triển vẫn lặng yên, nàng mới thở phào tiếp tục đi về phía trước. Bước đến trước cửa sổ căn phòng của Vân Phi, Thiên Hồng dừng lại. Nàng thở ra, nín lặng một lúc, rồi đưa tay gõ nhẹ vào cửa sổ. Vân Phi đang nằm trên giường, vắt tay lên trán, mở to cặp mắt nhìn lên trần nhà tư lự. Thật là một đêm dài dằn dặt, những chuyện xảy ra hôm qua cứ lởn vởn trong đầu của chàng. Bệnh tình của mẹ, niềm hân hoan của cha, thái độ ngông cuồng của Vân Cường, khiến chàng suốt đêm không chợp mắt được. Nghe tiếng động ngoài cửa sổ, chàng lập tức trở mình hỏi: "Ai đó?" Thiên Hồng đáp khẽ: "Em đây, em là Thiên Hồng." Vương Phi lập tức bước tới mở cánh cửa sổ, bất chợt bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của nàng. "Em phải xuống bếp giúp bà Trương làm đồ ăn sáng, nhân cơ hội này để nói cùng anh vài chuyện. Nói xong em sẽ đi ngay." Vương Phi kinh hoàng chăm chú nhìn nàng. "Ủa, chuyện gì vậy?" Thiên Hồng đăm đăm nhìn Vương Phi như có muôn ngàn lời muốn nói với chàng, nhưng không sao nói hết được vì không đủ thì giờ. Trong chốc lát, nàng nói với chàng những điều suốt đêm qua nàng đã sắp đặt sẵn trong đầu. "Trong mấy năm qua, điều em không thể quên được là tối hôm anh bỏ nhà ra đi. Anh không hề nói cho ai biết, nhưng chỉ nói với em, anh sắp đi rồi. Anh có còn nhớ tối hôm đó, em cũng nói lại với anh, em sẽ chờ anh suốt đời." Phương Phi hoảng hốt chặn lời Thiên Hồng, giọng chàng nghẹn ngào: "Em đừng nhắc lại chuyện xưa nữa. Lúc đó anh cũng nói với em, đừng chờ anh trở về, dứt khoát đừng chờ anh trở về mà. Anh không quán trách gì em đâu." Thiên Hồng đau khổ, cố nén xúc động trong lòng. "Em biết anh không quán trách em, nhưng em lại muốn anh quán trách em. Em không có nhiều thời giờ nói chuyện với anh. Sau này tụi chúng ta cùng sống trong một khuôn viên dưới một mái nhà, nhưng chúng ta không còn cơ hội nói chuyện với nhau. Cho nên em cần phải nói cho anh biết tại sao em phải lấy anh Tường. Thực ra là vì hai nguyên nhân sau." "Thiên Hồng à, em không cần phải nói cho anh biết tại sao mà." Thiên Hồng đảo mắt nhìn quanh. "Cần chứ, em đã mạo hiểm đến đây để nói với anh chuyện này, mong anh hãy nghe em nói." Vương Phi xin lòng. "Cũng được." "Nguyên nhân thứ nhất, quả thực anh Tường đã làm cho em cảm động. Mấy năm qua anh ấy đã bỏ ra nhiều thời giờ vì em, khiến em tin rằng nếu không có em thì anh ấy không thể sống nổi. Bởi vậy em lấy anh Tường là xuất phát từ tình thương. Hơn nữa em cũng nghĩ là sau khi lấy chồng em sẽ quên anh đi." Vương Phi lặng lẽ gật đầu. "Nguyên nhân thứ hai, em cũng đã lớn rồi. Ngoài việc kết hôn cùng con trai nhà họ Triển, em không còn lý do gì để tiếp tục sống đàng hoàng trong nhà họ Triển. Để được sống mãi trong nhà này, em đã bằng lòng lấy." Vương Phi liệm người. Chàng tin những lời Thiên Hồng nói đều chân thật và cảm thấy ân hận vô cùng. Thiên Hồng cắn môi, thở dài nói tiếp: "Em biết hoàn cảnh của anh và em, ngày nay không cho phép chúng ta gặp riêng. Đừng nói anh Tường là người hay ganh tị với anh. Dù anh ấy không ganh tị, em cũng không thể làm điều gì sai trái, càng không muốn anh làm điều gì sai trái. Những lời em muốn nói với anh cũng đã hết rồi. Bây giờ em xin đi đây. Sau này em không dám đến quấy rầy anh nữa." Nàng đăm đăm nhìn chàng nói thêm: "Còn một câu em ấp ủ trong lòng suốt ngày và đêm hôm qua mà chưa có cơ hội nói với anh, đó là em vui mừng chào đón anh trở về. Em nói thật lòng đó anh Phi à." Mắt Thiên Hồng đỏ hoe, sau đó nàng lặp lại câu vừa nói với thái độ hết sức chân thành: "Em vui mừng chào đón anh trở về." Rồi nói thêm: "Thôi em xin đi." Vương Phi không nén được xúc động, bèn gọi: "Thiên Hồng." Nàng quay đầu lại. Chàng muốn nói gì nhưng nghẹn ngào không nói được, cuối cùng chỉ nói: "Em nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe,
Thiên Hồng gật đầu, mắt đỏ hoa, bước nhanh ra ngoài. Phương Phi đưa mắt tiễn biệt đống người thiếu phụ gầy yếu đang khuất dần trong rừng cây thư thớt, rồi đưa tay lên cài cửa sổ. Bất giác chàng quay người tựa lưng vào khung cửa, lòng dạ chán chường, chứa chất trong mối tơ dò không sao gỡ ra được. Chao ôi, nhà! Chàng chỉ mới về nhà được một ngày đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rắc rối. Vương Phi lại chạm trán với Vân Thường trong bữa ăn sáng của gia đình. Mọi người đang ngồi quay quần xung quanh chiếc bàn tròn trong bữa sáng. Viên quản lý họ Kỷ cùng đến ăn sáng cùng gia đình họ Triển. Ông ta làm công cho ông Vọng hơn 30 năm nay. Công việc chính của ông là quản lý chuyện kinh doanh của nhà họ Triển. 20 năm trước, ông Vọng đã cho gia đình ông dọn vào ở hẳn trong khuôn viên nhà họ Triển. Mỗi khi ông Vọng cao hứng, thường sai người đi gọi ông Kỷ đến ăn uống. Thiên Hồng trong vai vế nàng dâu cùng mấy nữ gia nhân đứng hầu ăn sáng. Nàng lặng lẽ dọn bàn, bày bát đĩa. Vương Phi bước vào, nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn chàng. Thấy Vương Phi bước vào, ông Vọng vui vẻ lắm. Ông nhìn Vương Phi nói với viên quản lý: cậu hai đã về nhà, ông cũng nên sắp xếp công chuyện. Việc nào giao cho cậu trông coi, việc nào giao cho Dân Tường, cần phải phân chia rõ ràng. Ông là quản lý, không nên vì Dân Tường là con rể rồi thiên vị, hiểu không? Dân Phi, trong nhà có bao nhiêu chuyện phải làm, con muốn làm công việc gì, trông coi cái gì thì cứ nói thẳng ra. Vân Phi hoảng hốt, chàng muốn nói mình không muốn dính vào bất cứ công việc gì của nhà họ Triển, nhưng lại sợ làm tổn thương tình cảm của cha, nhất là khi nhìn thấy vẻ hân hoan lộ rõ trên nét mặt của mẹ hiền, chàng càng không dám nói năng gì nữa. Viên quản lý họ Kỷ gật đầu lia lịa: nhất định là phải như vậy. Dân Phi là cậu hai, tất nhiên là phải làm chủ. Bà Huệ đằng hắn một tiếng, nét mặt lộ vẻ ganh tị. Giữa lúc bà chưa kịp nói gì, Vân Tường đã từ ngoài chạy vào. Vừa bước vào, hắn đã bô bô chào mọi người: thưa cha, thưa mẹ. Chào nhạc phụ, con xin chúc quý vị có một buổi sáng vui vẻ và tốt lành. Ông Vọng bực tức, Vân Tường lập tức nhắc lời cha: cha đừng nhắc đến chuyện tối qua nữa. Tối qua cả nhà vui vẻ uống rượu, còn con và Thiên Ngư lại quá vất vả, suýt nữa thì tôi mạng luôn. Nếu ai còn trách móc con điều gì, con sẽ bỏ nhà đi ngay. Ông Vọng hỏi: thế tối hôm qua con bận đi làm chuyện gì? Vân Tường mặt vẫn tỉnh bơ trả lời câu hỏi của cha: thì chúng con đi chữa cháy. Chữa cháy? Con đi chữa cháy ở đâu? Có bị phỏng không? Mẹ đã nói con hàng trăm lần rồi, những này nguy hiểm, không nên lui tới. Mẹ chỉ có mỗi mình con thôi. Vân Tường bước tới, chắp tay trước mặt ông Vọng: thưa cha, con xin chúc mừng cha. Chúc mừng cha cái gì? Ông Vọng ngơ ngác, nhưng rồi nghĩ là mình đã hiểu ra. Phải rồi, anh hai trở về, mọi người đều vui mừng. Thưa cha, đừng lúc nào cũng nghĩ đến anh hai đã về rồi có được hay không. Con chúc mừng cha vì con đã giải quyết xong đám đất ở bên Khê Khẩu. Tháng sau chúng ta có thể xây dựng xưởng dệt được rồi. Viên quản lý họ Kỷ hết sức ngạc nhiên và vui mừng nhìn Vân Tường. Thật là chuyện vui lớn. Miếng đất này lão Tiêu khất đi khất lại 2 năm trời nên vẫn chưa lấy được. Bộ lão đã dọn đi nơi khác ở rồi hay sao? Vân Tường ngồi xuống ghế, giọng hân hoan: dọn rồi, tôi đã làm rồi. Thiên Hồng vội mang đồ ăn đến cho chồng. Bỗng hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay vợ, bực bội nói: trong nhà có bao nhiêu gia nhân giúp em, việc gì sáng sớm em đã phải xuống bếp, bây giờ lại phải đứng đây hầu hạ mọi người ăn sáng hả? Thiên Hồng ngơ ngác, nàng không hiểu tại sao chồng mình lại nói như vậy. Vân Tường giật mạnh tay vợ. Thiên Hồng lão đảo ngồi xuống ghế: từ nay trở đi em không phải làm những chuyện này nữa. Đã là vợ của Dân Tường này thì phải ra dáng bà chủ chứ. Ngồi xuống. Viên quản lý ngẩng lên nhìn con gái, không dám nói gì. Vân Phi nhíu chặt răng nhưng cũng im lặng. Vân Tường hút một muỗng cháo, liếc nhìn Vân Phi: chính anh cũng đưa ra ý kiến xây dựng xưởng dệt, nhưng đáng tiếc con người anh lúc nào cũng chỉ biết lý luận, không bao giờ hành động được. Anh làm bất cứ việc gì cũng suy nghĩ đắn đo thế này thế nọ, cuối cùng cũng chẳng nên cơm cháo gì. Vân Phi chào mày nói: tôi biết chú có nhiều thủ đoạn độc ác, không bao giờ phải đắn đo suy nghĩ. Bởi vậy đã làm được bao nhiêu chuyện của anh Liệt rồi. Tôi không dám nhận là anh Liệt đâu ha. Nhưng mà khi anh ra đi, nó chỉ mới ở trên giấy tờ, bây giờ thì đâu ra đó rồi. Tôi không hiểu anh có xem bối xem tướng gì hay không mà trở về nhà thật là đúng lúc đó. Có điều tôi xin nói thẳng thừng trước mặt của anh, việc gì thằng Tường này nhúng tay vào, anh không được đếm xỉa đến. Vân Phi giận lắm, chàng trợn mắt nhìn Vân Tường, nói rõ ràng mạch lạc: tôi nói rõ cho chú biết, lần này tôi về nhà không có ý tranh giành tài sản đất đai với chú đâu. Nếu tôi muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ Triển, tôi đã không bỏ nhà ra đi. Tôi đã từ bỏ nhà ra đi được thì cái gì tôi cũng không cần.
chú không nên lấy cái tâm địa hẹp hòi của mình ra để suy đoán lòng dạ người khác. Chú cứ yên tâm, những chuyện chú làm tôi sẽ không nhúng tay vào. Vương Tường ngẩng đầu cười lớn, hắn đưa mắt nhìn những người ngồi xung quanh, lại nhìn Vân Phi, rồi lấy ra một cái đồng hồ cũ rích, nói tràn gian đại hải. Anh khá lắm, tôi rất thích câu nói đó của anh. Cha, mẹ, mẹ lớn, vợ tôi và nhạc phụ đã nghe rõ anh nói câu đó. Họ đều là những người làm chứng cho tôi. Tôi mong anh không bao giờ hối hận về những lời anh đã nói ra. Bây giờ là 8:40 ngày 5/4. Xin mọi người nhớ kỹ cho tôi, nếu sau này có người giải quả. Ông Vọng tức quá, quăng mạnh đôi đũa xuống bàn quát to. Hai anh em chúng mày không cho tao một chút vui vẻ hay sao? Cho dù chúng mày đóng kịch trước mặt tao, cũng nên làm cho tao vui một chút mới phải. Tại sao hễ gặp nhau là lúc nào chúng mày cũng như kẻ thù không đội trời chung vậy? Cơn giận của ông Vọng khiến mọi người im phăng phắc. Bà Nhàn vội đưa mắt cho Vân Phi, ra hiệu khuyên chàng không nên nói gì nữa. Vẻ mặt Thiên Hồng không lộ rõ điều gì. Viên quản lý họ Kỷ mặt mày tư tỉnh. Bà Huệ ngồi yên lặng, liếc mắt nhìn Vân Phi. Trong khi đó chàng thở dài não ruột. Ôi trời ơi, nhà, nhà là như vậy hay sao? Thi hài ông Viễn được chôn cất hết sức sơ sài sau khi kiến nhà sơn trang cháy rụi được 3 ngày. Cảnh tượng khi hạ nguyệt vô cùng thê lương. Ngoài Vũ Phượng, Vũ Khuyên, Nhỏ Tư và Cô Năm ra, chỉ có vợ chồng ông Đỗ là hàng xóm đến dự lễ mai táng. Thực ra hiện nay cũng chỉ có vợ chồng ông là người sống ở Khê Khẩu cùng với gia đình ông Viễn. Sau khi kiến ngạo sơn trang bốc cháy, ông Viễn qua đời. Ông bà Đỗ cho 5 chị em Vũ Phượng đến ở tạm nhà mình. Bằng không, mấy ngày vừa qua mấy chị em nàng cũng không biết nương tựa vào đâu. Khi nhà sơn trang cháy rụi, mấy chị em Vũ Phượng không những mất nhà cửa và người cha thân yêu, còn mất hết tất cả. Ngay cả một bộ quần áo để thay đổi cũng không có. Bà Đỗ thấy cảnh ngộ mấy chị em nàng như vậy, bèn lấy mấy bộ quần áo của đứa con gái đã đi lấy chồng xa, cất giá, sửa chữa lại cho Vũ Phượng và các em thay đổi. Chị em Vũ Phượng và Vũ Quyên thuê người đào một cái hố ở bên cạnh ngôi mộ, có tấm bia đá ghi dòng chữ thuộc hàm ái thê chi mộ, để người cha thân yêu được an giấc ngàn thu bên cạnh vợ hiền. Hồn đưa đám, khi linh cữu ông Viễn hạ nguyệt, không có người tụng kinh, cũng không ai cúng bái. Hạ nguyệt xong, những người đến chôn cất dội thu hết dây thừng, xúc đất lấp đầy nguyệt, đắp thành một nắm mộ nhỏ. Vũ Phượng, Vũ Khuyên, Nhỏ Tư và Cô Năm mặc áo sơ gai đứng trước mộ, đôi mắt sưng húp của chúng lặng lẽ nhìn chiếc áo quan bị đất lấp kính, trông thật tiều tụy. Ông Đỗ thắp một nén nhang đứng trước mộ khấn. Chú Diễn, bữa đó khi nhìn thấy kiến ngạo sơn trang bốc cháy, tôi vội chạy đến, nhưng chú đã ra đi mất rồi, không được gặp chú trong giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tôi cảm thấy đau khổ vô cùng. Mấy con dê, con bò còn sống sót, tôi đã bán đi lấy tiền lo chôn cất cho chú. Chú Diễn, tôi biết điều chú lo lắng nhất là 5 đứa con sau này sẽ sống ra sao. Ây, khổ thay, bà con hàng xóm của chúng ta cũng bị nhà họ Triển cưỡng bức dọn đi nơi khác hết rồi. Chỉ còn lại 2 vợ chồng lão Đỗ nghèo khổ này, không biết có thể giúp được gì cho chú đây. Bà Đỗ đứng bên cạnh tiếp lời. Tuy vậy, 2 chị em Vũ Phượng và Vũ Nguyên rất thông minh lanh lợi. Thế nào, tụi nó cũng chăm sóc đàn em tử tế. Chú Diện, chú cứ yên tâm ra đi. Vũ Phượng nghe ông bà Đỗ nói vậy, trong lòng chua xót vô cùng. Nàng không cầm được nước mắt, khóc òa lên rồi ấp úng. Thưa bà, bây giờ bà đã về bên cạnh má. Chúng con mong bà ở cõi niết bàn luôn luôn phù hộ cho chúng con, cho chúng con khỏe mạnh. Nhưng mà thưa ba, Vũ Phượng không phải là đứa con gái kiên cường như ba nghĩ, còn rất nhát gan. Sau khi kiến ngạo sơn tra cháy rồi, em út lúc nào cũng như người mất hồn, nên không thể đến tiễn cho ba và phía má được. Như ba biết đó, từ nhỏ út đã không được khỏe mạnh, ngay trời cười là bị phỏng, lúc nào có kinh quản, còn sợ em không chịu đựng nổi. Thưa ba, thưa má, xin ba má hãy phù hộ cho Út, cho con em bình phục mau lẹ và khỏe mạnh. Xin ba má hãy cho con sức mạnh để con kiên cường hơn. Hãy chỉ bảo cho con một đôi điều, từ nay về sau con phải sống như thế nào. Hồi nãy tới giờ
cô Năm nén đau khổ, cố kìm không cho nước mắt trào ra ngoài. Bây giờ cũng ngẩng lên: "Chị hai, chị đừng lo, em là con trai duy nhất của nhà họ Tiêu. Năm nay em đã lên 10, bây giờ em có thể làm được rất nhiều việc. Em có thể làm được những việc nặng nhọc để nuôi các chị và em út. Nghe nói mỏ than Đại Phong đang mổ phu, ngày mai em sẽ đến đó kiếm công ăn việc làm." Vũ Nguyên nghe cô Năm nói vậy, bực bội quá, vội bước đến túm lấy tay nó lắc đi lắc lại, rồi nghiêm nghị nói: "Cô Năm, em hãy im miệng đi, đừng nói những lời ngốc nghếch đó nữa." Cô Năm bị túm quá mạnh, vung tay ra: "Chị ba, chị làm gì vậy?" Vũ Nguyên mắt đỏ hoe, nói to: "Đúng, em là con trai duy nhất của nhà họ Tiêu, em là dòng dõi của nhà họ Tiêu. Em hãy nhớ lại, trước đây ba cưng chị em như thế nào. Cũng vì ba cưng em nên chị đã gây lộn với ba, nói ba trọng nam khinh nữ, suốt ngày lúc nào cũng lẩm bẩm phải cho em học hành đến nơi đến chốn, phải cho em đến Bắc Kinh học đại học. Lúc này thi hài ba còn chưa nguội lạnh, em đã muốn đi làm phu mỏ. Em tài giỏi như thế hả? Xin lỗi ba đi." Nói xong nàng dúi đầu cô Năm xuống mộ. "Nói với ba, em sẽ cố gắng học hành, sau này làm cho nhà họ Tiêu dễ dàng lên." Cô Năm không chịu cúi đầu, cố ngẩng lên, bực tức nói: "Học hành thì có ích lợi gì đâu, như ba đó, học hành tài giỏi cuối cùng cũng bị người ta đốt chết." Phụ Nguyên giận quá, đấm cô Năm một bạt tay. Nó tránh được, Phụ Nguyên chỉ đánh vào vai nó. Vũ Phượng hoảng hồn: "Nguyên, sao em lại đánh lên Năm?" Thằng nhỏ bị đánh, vừa đau, vừa sợ, vừa giận. Nó ngẩng đầu nhìn Phụ Nguyên: "Chị đánh em mà, khi còn sống, họ chưa hề đánh em lần nào. Bây giờ ba vừa mới chết, chị đã đánh em rồi." Cô Năm nói xong, quay người chạy đi nơi khác. Phụ Phượng vội vàng đến, nhặt ôm chặt lấy hai vai nó. Nước mắt tràn trề, nức nở gào to: "Em định đi đâu vậy? Năm chị em tụi mình phải sống nương tựa vào nhau, không đứa nào được bỏ đi hết. Chị ba vì quá đau khổ, không nói sai được nên mới trút giận vào em. Em là đứa con trai duy nhất của nhà họ Tiêu, chị ba thương em, lại nghĩ đến ba. Chị ba muốn thay bậc ba nhìn thấy em trở thành người tài giỏi." Vũ Quyên nghe những lời Phụ Phượng nói, khi hỏi những điều nàng suy nghĩ, thì nước mắt tràn trề khóc à lên. Nàng bước tới, ngồi xuống, ôm chặt lấy cô Năm. "Cô Năm, em hãy tha thứ cho chị, tha thứ cho chị." Cô Năm quay lại, lặng lẽ ôm chặt lấy Vũ Quyên. Nhỏ Thư không cầm lòng được, chạy đến giang tay ôm lấy hai chị em, nức nở nói: "Em muốn khóc, em muốn khóc lắm." Vũ Phượng xúc động ôm chặt các em vào lòng, rầu rĩ nói: "Các em hãy khóc đi, chúng ta hãy khóc cho dơi hết nỗi đau khổ trong lòng." Bốn chị em Vũ Phượng ôm chặt nhau, khóc một trận thỏa thê. Vợ chồng ông Đỗ đứng bên cảm động quá, cũng không cầm được nước mắt. Rốt cuộc thì ông Viễn cũng bù yên mã đẹp. Buổi tối hôm đó, năm chị em Vũ Phượng quây quần trong căn phòng ông bà Đỗ cho ở tạm. Trên bàn, ngọn đèn dầu le lói chiếu lên khuôn mặt của nhỏ Út. Những vết bỏng trên trán nó đỏ tấy và sưng húp có chỗ còn phồng lên. Tay chân nó chỗ nào cũng bị phỏng. Vũ Phượng và nhỏ Tư lấy thuốc trị phỏng bà Đỗ cho thoa lên những vết phỏng trên người nhỏ Út. Nhỏ Út hôn mê, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó. Vũ Nguyên đi đi lại lại trong phòng như con thú bị nhốt trong chuồng. Vũ Phượng lo lắng chăm chú nhìn nhỏ Út, hốt hoảng nói: "Nguyên à, em xem vết bỏng của Út thế nào. Chị đã thoa thuốc cho nó rồi, không hiểu sao vẫn cứ phỏng lên như thế này. Không hiểu rồi đây, những vết phỏng này có trở thành thẹo hay không. Nhỏ Út rất thích làm đẹp, nếu thành thẹo không biết rồi đây nó sẽ buồn khổ như thế nào." Vũ Nguyên chỉ cúi đầu đi đi lại lại, không chú ý đến những lời Vũ Phượng vừa nói. Nhỏ Út rên rỉ: "Con thỏ con, con thỏ con." "Thật tội nghiệp cho Út, vì con thỏ con mà một lần rớt xuống nước, một lần chạy vào lửa, cuối cùng vẫn mất con thỏ đó." Vũ Phượng đau khổ vô cùng, nàng cúi xuống đưa tay sờ trán Út, thấy em nóng như lửa đốt, nàng hốt hoảng kêu lên: "Út ơi, Út à, em còn mắt nhìn chị đi, chị hai nè, em nói chuyện với chị hai có được không?" Nhỏ Út trở mình ấp úng rên rỉ: "Ba, ba ơi, con thỏ con thỏ con, ba hãy cứu lấy con thỏ con của con." Nhỏ Tư thấy Út như vậy, hốt hoảng hỏi Vũ Phượng: "Chị hai, liệu em Út có, em Út có?" Cô Năm đứng cạnh xúc động quá, đến đầu giường lấy tay lai mạnh nhỏ Út rồi gào to: "Không, không, Út sẽ khỏi, ngày mai Út sẽ chạy nhảy tung tăng. Út ơi, Út hãy tỉnh dậy đi, anh
anh sẽ làm người cho ấp cưới lên chùa sang người ta cúng. Anh sẽ làm con chó hóa thành con ngựa không cho ấp xem. Bất cứ ấp muốn cái gì anh cũng chiều theo. Anh sẽ không bao giờ cáo cảm như ấp nữa. Tỉnh dậy đi ấp ơi, em hãy tỉnh dậy đi. Nhã Tư cũng chạm đến đầu giường hốt hoảng nói: Chị cũng vậy, chị cũng vậy. Út ơi, em tỉnh dậy đi, không nghĩ là cò với chị. Giác còn giống bằng đất sét cho mẹ con. Em thích chơi trò gì, chị sẽ chơi với em. Chị không bao giờ ghét em đâu. Vũ Phượng cảm thấy tê tái trong lòng, cúi đầu sờ vào người Út. Út ơi, Út có nghe rõ chưa? Út phải giúp các chị và anh Nam Dương lên. Má đi rồi, nay ba lại đi theo má. Các chị và các anh không thể bắt Út được. Út ơi, em mở mắt ra nhìn các anh chị đi nào. Út ơi. Hình như nhà Út nghe được những lời kêu gào thảm thiết của các anh chị. Nó mở mắt nhìn một cái rồi cười khẽ và ấp úng: Chị hai, chị hai ơi. Vũ Phượng vội cúi xuống: Nè, chị hai ở đây nè, chị hai ở đây. Út muốn gì, Út nói đi. Nhỏ Út mê mang nói lung tung: Chị chị em quá. Vũ Phượng ngơ ngác: Chị ở đâu? Út lại nhắm mắt. Lúc này Vũ Phượng mới biết em Út nàng chưa tỉnh. Nàng lại đưa tay sờ lên đầu và người Út, rồi vội đứng dậy nói với Vũ Nguyên: Út đang là cần sốt, người đã nóng như lửa như thế này. Chúng mình em đưa nó ra tỉnh, nhờ y sĩ khám. Cứ thế này mãi chưa chắc là hết đâu. Có điều chị em mình không có lấy một xu, làm sao bây giờ? Mà ở đây làm phiền ông bà Đỗ cũng không được. Ông bà Đỗ cũng vất vả khổ cực lắm rồi, nay lại thêm năm chị em chúng mình, làm sao ông bà gánh vác nổi. Vũ Nguyên đứng yên. Trong khoảnh khắc, nàng đưa tay đập mạnh vào đầu mình một cái rồi lẩm bẩm: Em thật là ngu ngốc, ngay cả điều đó mà cũng không nghĩ ra. Tự hào là cái gì chứ? Nó có thể giúp đỡ mình kiếm đủ cơm ăn hay sao? Có thể kiếm ra tiền mời y sĩ cho nhỏ Út hay sao? Có thể mua được quần áo giày dép sao? Có thể kiếm ra chỗ ở? Tự hào không làm được một cái gì hết. Tại sao em trả lại bịch tiền cho thằng khốn nạn đó? Em thật là vô dụng mà. Em thật là vô dụng. Bây giờ nghĩ ra thì cũng muộn lắm rồi, nhưng mà nói thật, chị cũng không muốn lấy số tiền đó. Em không còn nhớ cái tên trang trại của cha là Khí Ngạo Sơn Trang hay sao? Vũ Nguyên rảo bước lên quanh trong gian buồng năm chị em nàng ở. Khí Ngạo Sơn Trang, Khí Ngạo Sơn Trang, nó đã biến thành tro rồi, còn gì là ngạo chứ không ngạo. Em đã nghĩ nát óc rồi, nhưng cũng không sao nghĩ ra làm thế nào vào nhà họ Triển châm một mồi lửa đốt sạch nhà cửa của chúng nó. Vũ Phượng trợn tròn mắt nhìn Vũ Nguyên rồi lắc đầu. Nàng bước đến ôm lấy hai vai em: Vũ Nguyên à, em hãy tỉnh táo lên một chút nào. Nhỏ em đang bị bệnh, nằm mơ mang ở đó. Em không chịu nghĩ cách cứu Út, lại cứ nghĩ đến những chuyện không hề làm được. Em điên rồi à? Chị chỉ muốn nói chị em mình chung lưng đối cực chăm sóc các em nhỏ. Chị gian em, mong em hãy từ bỏ ý định trả thù đó đi. Chuyện chúng ta cần làm bây giờ không phải là báo thù, mà là làm thế nào để sống qua ngày đoạn tháng. Em đã nghe rõ chưa? Vũ Nguyên như thức tỉnh, nàng chăm chú nhìn Vũ Phượng rồi quay bước ra cửa. Em đi đâu đó? Lên Đồng Thành, em kiếm... Vũ Nguyên bực bội vô cùng, nói bô bô: Em cố tình làm cho chị tức giận đúng không? Hay là ma quỷ đã lấy mất hồn của em rồi? Từ đây đến Đồng Thành phải đi mất 20 dặm. Đêm hôm khuya khắc như vậy, làm sao em có thể đến đó được? Bây giờ đến Đồng Thành, mọi người đang ngủ say, em kiếm được cái gì nào? Cứ ngồi ở đây cũng không thể kiếm được cái gì. Em lên đó rồi sẽ liệu. Vũ Phượng cũng lớn tiếng: Bây giờ chưa tìm được cách gì để cứu Út và chị em ta. Một mình em đến Đồng Thành vào lúc nửa đêm như thế này, không bay xảy ra chuyện gì, chỉ có chị cách đâm đầu chết thôi. Vũ Quyên mắt đỏ hoe, giậm chân nói: Vậy thì chị hai của em làm gì đây? Bỗng cánh cửa phòng kêu ken két, vợ chồng ông Đỗ bước vào. Bà Đỗ đứng cạnh Vũ Phượng, dưới hai đồng bạc vào tay nàng, rồi giọng nói từ tốn: Vũ Phượng, Vũ Quyên, hai chị em đừng có gây nhau nữa. Dì biết chị em con bây giờ sốt ruột sốt gan lắm. Dì chỉ có hai đồng bạc, đây là khoản tiền vợ chồng dì dành dụm được để sắm hai cổ áo quan. Nhưng người sắm quan trọng hơn, hai con cầm lấy đi chữa bệnh cho con nhỏ Út. Sáng sớm ngày mai các con lấy cái xe chở củi của nhà dì chở em Út lên Đồng Thành chữa bệnh nha. Vũ Phượng ngơ ngác: Bà Đỗ, con làm sao con cầm được số tiền đây? Ông Đỗ hết sức chân thành: Con cầm lấy đi, cứu nhỏ Út
là chuyện cần thiết. Trên Đồng Thành có đông y và tây y, lại có bệnh viện của người ngoại quốc. Hình như y sĩ ngoại quốc giỏi về khoa chữa phỏng. Trước đây thằng Ngưu con ông Trương bị phỏng ở nhà máy, cũng đến bệnh viện nó điều trị. Khi khỏi không có cái thẹo nào hết. Ánh mắt Phủ Phượng lóe lên niềm hy vọng. Thật thế sao? Ngay cả thẹo cũng không còn nữa sao? Đúng vậy. Bệnh tình của nhà Út không thể chần chừ thêm được nữa. Phủ Phượng cầm lấy hai đồng bạc, hết nghĩ thế này lại nghĩ thế khác. Nhưng mà bà Đỗ nắm chặt bàn tay Vũ Phượng, nhét hai đồng bạc vào. Con đừng cứng đầu cứng cổ nữa, đừng có nói nhưng mà nữa. Khi nào các con làm ra tiền, trả cho gì cũng chưa có muộn. Vợ chồng gì còn khỏe mạnh lắm, chắc trong vài ba năm cũng chưa cần dùng đến đâu. Vũ Phượng cầm lấy hai đồng bạc cứu mạng, không nói được lời nào. Đột nhiên Vũ Nguyên quỳ xuống trước mặt ông bà Đỗ. Vũ Phượng thấy thế cũng quỳ theo, thấy chị hai chị ba quỳ xuống, Nhã Tư và cô Năm cũng quỳ xuống. Ông bà Đỗ kinh hoàng giang tay ra lúng túng, không biết đỡ đứa nào dậy trước. Sáng sớm hôm sau, chị em Vũ Phượng đặt nhỏ Út nằm lên chiếc xe chở củi, đẩy lên bệnh viện Thánh Tâm ở thị trấn Đồng Thành. Bệnh viện này do Giáo hội Công giáo xây dựng, các y sĩ và y tá làm việc ở đây ai cũng hiền từ vui vẻ. Bốn chị em Vũ Phượng đưa nhỏ Út vào bệnh viện, lập tức được các y sĩ khám ngay. Khám xong, bốn chị em nàng hết sức kinh hoàng khi nghe y sĩ nói: các em đưa bệnh nhân vô viện quá muộn, những vết phỏng trên người con nhỏ vốn không nặng lắm nhưng bây giờ đã nhiễm trùng, cần phải ở lại bệnh viện điều trị. Con phải chờ xem vết phỏng lành như thế nào mới biết được ngày xuất viện. Các em phải dè chừng, bệnh nó khá trầm trọng, chỉ còn khoảng 50% hy vọng mà thôi. Vũ Phượng hoảng hốt, nàng đứng không vững, ngã xuống ghế ở phía sau. 50%? Như vậy là tính mạng của em Út vô cùng nguy hiểm. Đúng thế, con nhỏ bệnh nặng lắm. Vũ Nguyên hỏi: như vậy thì muốn nằm viện chữa trị thì phải tốn hết bao nhiêu tiền? Đây là bệnh viện của giáo hội, tiền nằm bệnh viện không tốn kém bao nhiêu. Nếu dùng loại thuốc trụ sinh mới, giá tiền rất đắt. Hay là chúng tôi dùng loại thuốc bình thường để trị cho con nhỏ, nhưng có khỏi hay không phải trông vào số mệnh hên xui của nó. Vũ Phượng chưa kịp lên tiếng, Vũ Nguyên đã nói với giọng cứng cỏi và dứt khoát: thưa y sĩ, mong các ông cứu em chúng tôi, xin các ông cứ dùng các loại thuốc đắt tiền nhất, thế nào chúng tôi cũng trả được tiền thuốc. Nhỏ Út được đưa vào một phòng bệnh rộng thênh thang, trong phòng có rất nhiều bệnh nhân, toàn là những người bệnh nặng. Út được đặt nằm trên một giường bệnh có mềm trải trắng tinh, thân hình nó gầy nhom và nhỏ xíu, trông thật đáng thương. Phủ Phượng và Vũ Nguyên phải đi kiếm tiền về trả cho bệnh viện và lo cho cuộc sống của mấy chị em, không thể ở bên Út suốt ngày. Hai chị em đành phải để Nhỏ Tư và cô Năm ở lại chăm sóc cho Út. Sau khi trả tiền viện phí, Vũ Phượng trao phần lớn số tiền còn lại cho Nhỏ Tư cất giữ. Hai nàng hết nhìn nhỏ Út đang nằm mê man, lại nhìn Nhỏ Tư và cô Năm, lòng dạ ái nái, không yên tâm chút nào. Đúng là trăm ngàn lần không yên tâm. Nhưng hai chị em nàng đang cần tiền mua thuốc chữa bệnh cho Út, tiền ăn, tiền áo quần và những khoản tiền cần thiết khác, đành phải gác bỏ những điều băn khoăn lo lắng trong lòng, bước ra khỏi bệnh viện kiếm cho được số tiền đang cần. Đồng Thành là một thị trấn phồn thịnh, khu trung tâm thị trấn cửa hàng mọc san sát, ngựa xe chạy qua tấp nập. Đến Đồng Thành, chị em Vũ Phượng và Vũ Nguyên không họ hàng thân thích, không một người quen biết, nhất là hai nàng xưa nay chưa hề đi kiếm việc làm, càng không biết kiếm việc làm như thế nào, thật là lúng túng. Mấy ngày đầu hai chị em đi khắp nơi vẫn không kiếm được việc gì, vậy mới biết 20 năm qua hai nàng đã được sống những ngày vô cùng hạnh phúc. Chị em nàng như một đàn gà con mới nở, được ấp ủ dưới đôi cánh của gà mẹ, không biết gì đến những chuyện thê lương hay không còn lối thoát ở ngoài đời. Vũ Phượng và Vũ Quyên đi hết tiệm này đến tiệm khác, đến đâu hai nàng cũng hỏi: quý ông bà, có muốn người bán hàng không? Có cần người làm công không? Có muốn con ở hay không? Nhưng hai nàng chỉ nhận được những cái lắc đầu và nét mặt thờ ơ lãnh đạm. Vũ Phượng và Vũ Quyên cứ thế đi liền trong 3 ngày, đôi bàn chân của hai nàng sưng húp, có chỗ đã phồng lên, các người đau nhiều nhiều như bị ai đánh. Sang ngày thứ tư, có một bà tốt bụng thấy tình cảm hai chị em thật đáng thương, bèn nói với giọng hiền từ: mấy năm nay họ hàng ế ẩm, chúng tôi phải tự làm lấy công chuyện của mình, bởi vậy khó kiếm công việc làm lắm. Trừ khi hai chị em thử đi đến lầu xanh coi sao. Vũ Nguyên vội hỏi: lầu xanh ở phố nào vậy? Ở phố Bố Đại đó mà.
Hai chị em Vũ Phượng không kịp hỏi thêm gì nữa, vội tìm đến lầu xanh. Đến nơi, hai nàng được dẫn vào một gian phòng bài trí trang nhã. Một người đàn bà lứa tuổi trung niên, ăn mặc nhem nhúa, ngắm nhìn hai nàng cảm thấy thích thú, bèn tươi cười hỏi: "Hai con muốn kiếm việc làm mà, thiếu tiền ăn xài hay trong nhà có bị bệnh?" Vũ Phượng vội gật đầu: "Dạ, dạ, công việc gì chị em chúng con cũng làm được." Người đàn bà trung niên lại hỏi: "Dì có thể giúp các con kiếm tiền ngay, các con cần bao nhiêu tiền?" Vũ Phượng ngơ ngác, nàng cảm thấy có điều gì đó khác lạ. "Thưa dì, dì biểu chúng con làm công việc gì ạ?" Người đàn bà mỉm cười: "Các con đến lầu xanh của dì kiếm việc mà lại không biết lầu xanh làm gì sao? Thôi, dì nói thật với hai con, nếu không phải hết đường xoay sở thì các con cũng không đến kiếm dì, đúng không? Dì là người chuyên giúp những người gặp khó khăn, các con đến kiếm dì là phải rồi. Làm ơn đi, chỗ của dì vừa kiếm được nhiều tiền lại mau lẹ." Phụ Nguyên vội hỏi: "Kiếm bằng cách nào? Mau lẹ là bao lâu? Dì trả ngay cho chúng con à?" "Trả ngay, hơn nữa sau đầy mỗi tháng con có thể kiếm được 5 đồng, chỉ cần các con chịu dâng lời là có tiền ngay." Phụ Nguyên gật đầu: "Chúng con bằng lòng làm cho dì, nhất định làm." Người đàn bà lấy ra một tờ giấy để trước mặt chị em Vũ Phượng, vui vẻ nói: "Vậy thì hai con viết cho dì tờ dân tự, ghi rõ trong thời gian 3 năm hai con phải làm việc từ lầu xanh của dì, không được chuyển sang các nghề khác." "Thưa dì, công việc này..." Vũ Phượng chưa nói hết một câu, bỗng cánh cửa phòng mở toang, một cô gái trẻ đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch hớt hải chạy vào, hối hả nói: "Dì ơi, dì cứu con với, dì ơi!" Phía sau là một gã đàn ông mặc đồ cán đang rượt theo, hắn giận dữ gào to: "Mẹ kiếp, mày tưởng mày còn trinh tiết lắm hả? Bảo làm việc này không chịu, việc khác cũng không bằng lòng. Hôm nay ông cho mày biết tay ông, hãy quay trở lại ngay." Gã đàn ông vươn tay chụp, cô gái tránh không kịp, một vạt áo trên người rách toạc. Cô gái thẹn thùng, lấy tay che bụng, vừa khóc lóc thảm thiết vừa gian xin: "Dì ơi, dì cứu con với, con không thể làm việc này đâu." Người đàn bà đang nói chuyện với chị em Vũ Phượng bỗng nhiên bị quấy rầy, giận dữ gào to: "Không làm, không làm thì trả tiền lại đây. Không biết lầu xanh này là nơi nào à? Không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu." Gã đàn ông lại chồm lên dù lấy cô gái như con diều hâu dù lấy con gà mái, rồi kéo cô ta ra ngoài. Cô gái trẻ la hét ầm ĩ: "Cứu tôi với, cứu tôi với!" Ngoài cửa, mấy cô gái khác đang thập thò nhìn vào trong. Vũ Phượng và Vũ Nguyên đưa mắt nhìn nhau, bọn Vũ Nguyên cầm lấy tay chị nói nhanh: "Dì hai, chúng mình đi lẹ lên." Hai chị em quay mình hoảng hốt chạy lẹ ra ngoài phố, sau đó còn chạy thêm một đoạn nữa mới dám đứng lại. Hai nàng cùng vút ngực, một lát sau mới trấn tĩnh được. Vũ Nguyên nói: "Thật là hú dí, suýt nữa thì bán thân mất rồi." Vũ Phượng vừa mệt vừa tê tái trong lòng. "Chị cũng toát mồ hôi, mà ta nói trả tiền ngay, đúng là cạm bẫy. Sau này chị em chúng mình không thể liều lĩnh như vậy được. Có đi kiếm việc, cô phải biết rõ nơi đó làm công chuyện gì mới được." Phụ Khuyên than thở: "Chị em mình đi suốt một ngày, không kiếm được công việc gì, vừa mệt vừa đói qua cả mắt, lại bị một phen kinh hồn. Làm thế nào bây giờ hả chị hai?" "Làm thế nào bây giờ, quả thực hai nàng không biết làm thế nào cả." Phụ Phượng nói: "Không biết nhà Út ra sao rồi. Thôi, chị em mình trở về bệnh viện đi, xem nhà Út ra sao. Ngày mai lại đi tìm việc, thử xem số phận chị em mình ra sao." Hai nàng cùng mệt mỏi, cùng tê tái cho cảnh ngộ đáng thương của mình. Không biết làm thế nào, hai chị em lại dìu nhau quay lại bệnh viện. Vừa vào đến phòng bệnh, hai nàng đã nhìn thấy nhỏ Tư mặt mày ủ rũ từ phía trong đi ra. "Sao chị hai đi lâu vậy?" Vũ Phượng hoảng hồn, trống ngực đập thình thịch. "Út thế nào rồi?" Nhỏ Tư vội đáp: "Út ngoan lắm, y sĩ nói là hôm nay Út mất nhiều lắm rồi, giảm sốt lại ngủ yên. Có điều không biết em Năm đi đâu mất tiêu rồi." Vũ Phượng lại hoảng hốt: "Em nói cô Năm đi đâu mất rồi hả? Em vừa nói ở cùng bệnh viện mà." "Sáng nay khi hai chị vừa đi khỏi, cô Năm nói nó không thể ngồi yên trong bệnh viện được nữa, nó muốn đi ra ngoài coi. Một lúc sau thì nó đi, cho đến bây giờ em vẫn chưa thấy nó về." Phụ Nguyên ngơ ngác, vừa lo vừa giận. "Đó là thói quen của cô Năm, ít khi nó chịu ngồi yên một chỗ. Mẹ bảo nó ở trong bệnh viện trông coi nhỏ Út, làm sao nó chịu được. Thật là tức quá đi mà." Phụ Phượng nhìn nhỏ Tư: "Nhưng mà nó đi đâu? Nó chỉ mới đến Đồng Thành vài 3 lần thôi mà, lại không quen biết ai, vậy đi đâu mới được?" "Không biết, thì em vẫn cất ở đây nè." Phụ Khuyên càng nghĩ càng giận: "Dặn nó ở bên cạnh Út, nó lại đi ra ngoài xem phố xá, chờ nó về đánh cho nó què chân thì hết đi." Ba chị em đang nói thì cô Năm về, người đứng nhếch nhác, quần áo nhơ nhớp, mặt mũi lem luốc,
chân đi khập khiễng. Nó ngẩng lên, thấy ba chị đứng đó thì sợ quá, rồi gượng đi thẳng người, làm ra vẻ không xảy ra chuyện gì. Chị hai, chị ba, hai chị đã kiếm được việc làm chưa? Vũ Phượng kinh ngạc nhìn cô Năm. Em làm sao thế? Bị bọn con đồ ăn hiếp sao? Em không có một đồng xu dính túi, sao lại bị cướp? Vũ Hoan càng nhìn cô Năm càng bực tức. Em trốn ra vào bệnh viện gây lộn với người khác phải không? Chị chỉ coi qua điệu bộ của em là cũng biết rồi. Em không ở trong bệnh viện với Út, lại chạy đi gây lộn, có phải muốn làm cho chị tức chết hay không hả? Em không gây lộn với ai cả. Vũ Hoan đưa tay ra kéo cô Năm lại. Cho chị xin chân của em, sao lại đi cày nhắc vậy? Cô Năm vừa né sang một bên. Không sao đâu, chân em không sao đâu. Đàn bà các chị lúc nào cũng sợ hết cái này, lo cái khác. Em nói thế là thế nào? Đàn bà các chị thì làm sao? Hai chị tất tử ngược xuôi đi kiếm việc làm, còn em thì chạy ra ngoài phố chơi, lại gây lộn bị thương. Em không nghĩ đến hai chị vất vả, thì cũng phải biết là chị lo cho em lắm chứ. Ai nói em đi gây lộn bị thương rồi về đây? Vũ Nguyên túm được người cô Năm rồi nhấc cái chân của nó lên. Không gây lộn, tại sao chân của em lại thế này? Bị chị ba túm mạnh quá, cô Năm kêu ầm lên. Ôi trời, trời, chị ba đừng túm mạnh quá, em đau lắm, em đau lắm. Vũ Nguyên kéo ống quần của cô Năm lên thì sợ hết hồn. Nàng thấy đầu gối của nó máu me bê bết, lại cạp một miếng da to tướng, vội kêu lên. Trời ơi, sao em lại bị thương thế này? Mày mà đang ở trong bệnh viện, phải đi kiếm y tá rồi thoa thuốc rồi băng bó cho nó. Cô Năm vùng vẫy. Thôi thôi, chân em không có việc gì đâu, băng bó lại mất tiền, em không muốn nhờ y tá thoa thuốc và băng bó đâu. Vũ Nguyên quát to. Em biết tốn tiền, tại sao không ngoan ngoãn ở trong bệnh viện đi? Cô Năm không chịu đựng được nữa, lấy trong túi áo ra mấy đồng xu nhét vào tay Vũ Nguyên. Đây này, tiền đây này, các chị cầm lấy trả tiền thuốc cho Út. Em biết là chừng này chưa đủ, nhưng ngày mai em sẽ đi kiếm thêm. Vũ Phượng, Vũ Quyên và Nhỏ Tư đứng ngẩn người, nét mặt ba chị em ngơ ngác. Vũ Phượng lập tức ngồi xổm xuống, kéo tay cô Năm rồi lật ngửa bàn tay nó ra. Nàng thấy ngón tay nào cũng toạc ra và rớm máu, trong lòng chua xót vô cùng. Vũ Phượng tái mặt. Em đi đâu vậy đó? Cô Năm cúi đầu im lặng, suy nghĩ một lúc nàng mới biết cô Năm đã đi đâu. Em đi đến mỏ than, em đi làm phu con biết phải không? Cô Năm biết không thể giấu được các chị nữa, đành nói ra. Đáng lẽ trước khi trời tối em đã về đến đây rồi, ai ngờ cái mỏ than này ở tận trên núi, từ đó về đây xa lắm. Cái xe chở than trần thì nhẹ lắm, nhưng lúc đẩy thì nặng quá, em không cẩn thận té một cái. Có điều không có chi, người ta nói trước lạ sao quen là vậy. Ngày mai em lại đi tiếp, chắc dễ dàng hơn nhiều. Vũ Phượng ôm chặt lấy cô Năm vào lòng, nước mắt tràn trời. Vũ Quyên biết mình đã mắng oan em trai, vừa hối hận vừa đau khổ. Nàng không nói được gì, chỉ biết im lặng nhìn cô Năm. Cô Năm cố làm như không xảy ra chuyện gì, an ủi hai chị. Không hề gì, trong mỏ thằng có đứa còn nhỏ hơn em nữa, mà cũng làm giỏi lắm. Ngày mai em lại đi. Còn nói ngày mai sao? Ngày mai em còn dám đi sao? Vũ Phượng nghẹn ngào, bỗng Vũ Quyên buộc miệng. Nếu vậy, để chị đến lầu xanh kiếm tiền còn nhiều hơn em ra mỏ than để xây gồng. Vũ Phượng hoảng hồn, nàng buông cô Năm ra, túm lấy Vũ Quyên lắc đi lắc lại. Vũ Quyên, sao em lại nói như vậy? Đừng có hù chị hai nữa. Chị không muốn em nghĩ đến chuyện đó đâu. Vũ Quyên à, em hứa với chị là không khi nào nghĩ đến chuyện đó nữa. Dù sao thì chị em mình cũng là con gái nhà họ Tiêu. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Vũ Phượng vươn vai tự trấn tĩnh rồi bảo em trai. Ngày mai hai chị em mình đi lần nữa, hai chị em sẽ cố gắng kiếm bằng được công ăn việc làm. Chị tin là đi khắp thị trấn Đồng Thành này, thế nào cũng tìm ra được công ăn việc làm mà. Năm à, em bị thương khắp người như vậy, không được đi ra mỏ đâu nha. Nếu em còn đi nữa thì... Nàng nói chưa hết câu đã khóc òa lên. Chị hai, chị đừng khóc nữa. Em rất sợ nhìn thấy chị khóc. Em không đi, em không đi. Chị đừng khóc nữa chị hai à. Nước mắt Vũ Phượng trào ra đầm đìa, quần mắt của Vũ Quyên và Nhỏ Tư cũng ướt đẫm. Bất giác bốn chị em xích lại gần nhau, cùng nhìn nhau khóc, cùng cố né những đau khổ trong lòng. Hai chị em lang thang trên đường, mong tìm được công việc, bỗng thấy một quán ăn tên Đại Nguyệt Lầu rất đông khách. Vũ Quyên mừng rỡ, những mong tìm được công việc dọn dẹp lau chùi rửa chén. Bỗng nhiên nước từ đâu tạt vào người Vũ Quyên, ướt sũng. Cô bực tức la lớn. Chuyện gì vậy? Cô bị đuôi rồi hay sao mà tạt nước mà không nhìn hả?
có một người phụ nữ trung niên, ăn mặc rất sang trọng, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, bước ra vội nói: "Ở tại đồng thành này, trên dưới đường hẻm nhỏ nhỏ mấy chục con, bộ hết con đường khác để đi hay sao? Sao lại đứng ở con hẻm của chúng tôi? Xem nè, trái phải phải có biết bao nhiêu là nhà, sao không đứng lại đứng ở nhà tôi? Lại bị tạt nước ở trên mình. Cô đứng trước nhà của tôi, đó là do cô chuốc lấy. Còn chửi người ta nữa hay sao?" Vũ Phượng ngưng Vũ Nguyên lại để tránh thêm sự việc phức tạp hơn. Vũ Nguyên nóng nảy la lớn: "Bà thì hết nói, có biết chỗ này là chỗ công cộng không? Trước cửa để cho người ta đứng, chứ không phải để cho bà đổ nước đâu." Bà chủ nói: "Con gái đi lấy chồng rồi, nhưng nước tạt ra khỏi cửa thì nước là phải tạt ra khỏi cửa rồi." Vũ Nguyên nóng giận, Vũ Phượng can ngăn để không gây sự thêm. "Gặp xui, uống nước cũng bị nghẹn, đi đường cũng bị té chết, ở trong nhà cũng bị chết cháy, đi gõ cửa cũng bị tạt nước. Thiệt là xui xẻo quá mà." Hai chị em bỏ đi, bà chủ gọi lại, hỏi đầu đuôi câu chuyện. "Đứng lại, trở lại đây. Tôi muốn hỏi tại sao đập cửa nhà tôi, tại sao xui xẻo, nước nhà tôi tạt, tôi còn chưa làm khô, tôi không an tâm." Vũ Phượng nói rõ sự tình, muốn xin việc làm. Bà chủ hỏi có biết hát không, để sắp xếp công việc cho hai chị em. Bà giới thiệu tên là Kim Ngân Qua. Bà chủ sắp xếp cho hai chị em hát biểu diễn. Vũ Phượng lo lắng, nhưng Vũ Nguyên tự tin là sẽ làm được. Sau bài biểu diễn, khách rất yêu thích hai chị em và mở ra một cơ hội mới cho cuộc sống của gia đình nhà họ Tiêu.